đây này này, có mùi đây, có mùi đúng không anh? Anh có mùi không? Đây, đúng cái như cái đầu đây. Đoạn clip quay lại cảnh tìm kiếm nạn nhân ở làng ngủ khiến ai nấy xót xa cho người nằm đó và cũng xót xa cho các chiến sĩ phải làm việc trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Mùi bùn lầy, mùi cây cỏ, mùi động vật và những người đã mãi mãi ra đi còn nằm lại dưới lớp đất đá hòa quyện vào nhau. Quyện cả vào trong bầu không khí oi ả tạo nên một hoàn cảnh làm việc vô cùng khắc nghiệt và ô nhiễm. Thế nhưng các chiến sĩ vẫn ngày đêm lao động trong môi trường ấy, trong bầu không khí ấy, để mong sao có thể tìm thấy những nạn nhân đã không may nằm lại nơi mảnh đất làng nũ sau hàng loạt những thiên tai bão lũ của mẹ thiên nhiên. Đây này này, đây cho tôi để chứ, có mùi đây, có mùi đúng không anh? Anh có mùi không? Đây, đúng cái như cái đầu đây. Em mang cái cuốc rồi. Anh chọc cái đầu đây này. Đúng rồi. Đây cả hết rồi. Thương cho những người đã nằm xuống, những người đã được tìm thấy và cả những người còn đang mất tích. Thương cho các chiến sĩ làm việc suốt cả ngày đêm trong bầu không khí khắc nghiệt vô cùng, vất vả gian lao để kiếm tìm một tia hy vọng. Hy vọng đưa được những con người đang ở đâu đó dưới dòng nước lạnh kia về lại với gia đình. Một vài chia sẻ được cộng đồng mạng để lại. Việc gì khó khăn nhất là tới tay các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ, bộ đội, cảnh sát cơ động, dân quân và cả nhân dân địa phương cùng chung tay góp sức. Trời nóng thế mà các đồng chí vẫn phải mặc áo phao, làm trong môi trường độc hại, thương thực sự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.